cho cả nhà xem cho vui nha. Kẹo này các bạn mình mua gửi về cho mấy đứa nhỏ bên Việt Nam á, mấy đứa cháu của mình á, cho nó ăn cho nó vui. Cả nhà thấy thương không vậy nè? Nó về nó thương chắc nó không ăn nổi đâu này quá các bạn. Mấy đứa cháu mình á, mấy đứa nhỏ nhỏ á, nó thích ăn hồng nè. Vô cái tủ lạnh ngăn mát, cái để dành ăn từ từ vậy đó. Uống trà đá ha, cái ăn kẹo ngon. Sắp xếp cái mình đi gửi, mình gửi về bên Việt Nam á các bạn, thì bây giờ thì 3 đồng 45 sen một phao. Nhầm chỗ á các bạn thì 4 đồng một phao, cũng như là nhiều chỗ gửi đồ đó các bạn. Mình lựa cái chỗ nào rẻ thì mình đi gửi. Ví dụ mình đi gửi về các bạn thì thí dụ 100 mấy đô tiền gửi vậy ha, thì nó rẻ cho mình, đôi lúc người ta bớt 10% 15% á, thì rẻ đâu 20 mấy 30 đô luôn đó các bạn, rẻ nhiều luôn. Kẹo các bạn đang thèm thôi. Mà mấy cái viên nhỏ nhỏ nè cả nhà, nó ngon lắm mà nó gọn, không có ngán. Cả nhà ơi, cái viên kẹo này bự quá, không biết khi nào nó hết. Cả nhà thấy không? Thường thường mấy viên nứt là có màu mè vậy nè. Chiếc kẹo này nè các bạn, nó nặng phao lắm. Rồi lúc mình mua bịch kẹo đi ha, 16 đô đi ha, mà mình gửi cái tiền gửi là cũng cỡ 16 đô luôn đó. Nó mắc gì đó. Tiền mua với tiền gửi nó bằng với nhau. Được mấy bịch kẹo, quay cho cả nhà xem cho vui nha. Bây giờ sắp xếp mình đem đi gửi.
Cỡ này mùa dịch đó các bạn, thì đang trong cái mùa dịch đó mình gửi đó các bạn, thì đôi lúc đó, tới 2 tuần mới về tới nhà, 14 ngày mới tới nhà. Đó, mua mấy bịch kẹo gửi về Việt Nam quay cho cả nhà xem cho vui nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bye cả nhà.